Ok, hello, xin chào anh em và chào mừng toàn thể anh em đã quay trở lại channel của mình. Ngày hôm nay thì mình đã bắt được một con game chuẩn bị ra mắt ở thị trường Việt Nam nên là mình sẽ review cho mọi người. Đề tài Tây Du, dạo này đề tài Tây Du được khai thác khá là mạnh. Nó còn là một tựa game màn hình dọc nữa, bởi vì dạo gần đây thì mình thấy các tựa game màn hình dọc được chuộng nhiều hơn là màn hình ngang, bởi vì nó nhắm đến cái việc là tiện lợi khi sử dụng điện thoại chơi game ở một tay ấy. Đó là cái lợi ích nhất, nhưng mà cái về cái cảm quan trải nghiệm thì tất nhiên nó sẽ không thể nào mà đã như kiểu là màn hình ngang được, nhưng mà nó cái lợi thế của nó là cái việc mà chúng ta có thói quen giống kiểu lướt top top nhiều quá hay cái thói quen sử dụng điện thoại ở một tay nó phổ biến quá nên là các tựa game ép thành màn hình dọc khá nhiều ấy, dạo đinh ra nhiều lắm. Một tựa game đề tài Tây Du nhỉ, để mình xem đây là cái giao diện đầu vào của game. Mình đang trải nghiệm bản server Trung Quốc ấy, bản gốc của game. Bởi vì game chưa ra mắt ở thị trường Việt Nam nên là cũng chưa có link tải ở bản Việt Nam nên mình trải nghiệm bản nước ngoài trước. Xem nào. Vào game đã có phần cả ui, sa tăng luôn. Ôi đồ họa quá nhìn được thế à? Nhìn nhìn nét của nó không phải là dạng chibi. Nó không hẳn là dạng chibi, nét này à, mà chúng ta chưa đưa lên 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 trận nên tôi cũng không biết được. Tí tôi đưa nó lên trận xem nó sẽ như thế nào. Nó có là ra trận bằng dạng chibi không? Úi da. Hình này thật sự mà nói là cái tạo hình nhân vật này trong tựa game này nó được vẽ khá là thật. Cái nét nét vẽ của nó giống tựa game MMO nhiều hơn đúng không? Là các dòng game thuộc dạng Capital. Ok, đi ải xem nào. Khả năng cao là cái đi ải của nó cũng là đúng rồi, không phải dạng chibi các bạn, nó sẽ là dạng đúng kiểu nhân vật như bình thường luôn. Quan tâm xem là hiệu ứng kỹ năng và animation đúng. Ui, như ma vương. Thật phết nhở, tạo hình nhìn khá thật luôn. Ui, sao có cả na cha, ủ đẹp thế nhở. Đây có cái gì đây? À, online nhận quà, ok, thơm đấy. Đây là animation của các nhân vật ở trong game. Nét vẽ, đúng kiểu nét vẽ của các dòng game MMORPG ấy, hoặc là game IPG cũng vậy. Đây là cái nét vẽ của họ. Tạo hình nhân vật kiểu thật hơn là dạng thu về chibi giống như các dòng Capital. Đây là tính năng idle AFK. Như vậy là rõ ràng con game màn hình dọc này là thuần dòng dòng game idle, chứ nó không phải là một cái dạng biến thể như kiểu IPG chuyển sang màn hình dọc đúng không? Bởi vì thật ra cũng không thể IPG và nó không phải game nhập vai. Nó là game 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 turn bay. Game turn bay. Nhìn khá là ổn áp nhưng mà cơ bản là trải nghiệm với server Trung Quốc thì nó sẽ có nhiều cái bất cập từ cái việc tải game, đăng ký tài khoản cho đến cái việc ngôn ngữ nó cản trở khá là nhiều ấy. Nên là cũng khó cho những người chơi trải nghiệm. Nên là có lẽ đợi con game mà ra mắt ở trường Việt Nam thì nó sẽ ok hơn. Trải nghiệm nó sẽ ổn áp hơn, chứ đến cả việc chơi game mà còn không biết tên tướng thì nghe toang quá đúng không? Ok, để xem chúng ta sẽ có những cái nâng cấp gì cho nhân vật nào. Nếu mà là game idle AFK thì tính năng cụ thể nhất của nó sẽ là các cái tính năng đầu tiên là phải nâng cấp river, sau đó là tăng sao hay là tăng tiến cấp của nhân vật, mà một trong hai cái này thì nó sẽ yêu cầu dùng đến copy hoặc là food. Đấy là những cái cơ bản nhất của trong game idle. Như vậy thì nó sẽ nặng về 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 gacha khá nhiều, sẽ rất nặng về phần gacha, bởi vì nếu như đấy biết ngay mà cần copy này, cần food ở đây là copy. Đấy, hai con này là phút phút cùng cùng hệ. Sẽ rất nặng về 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 gacha, bởi vì các bạn sẽ phải bắt buộc phải quay tướng để lấy thêm cái tài nguyên nâng cấp tướng. Chưa nói đến câu chuyện là các bạn, đấy là tôi nói câu chuyện là các bạn đã sở hữu được những con tướng mà các bạn yêu 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 thích rồi. Và câu chuyện tiếp theo chúng ta sẽ phải gacha để kiếm tài nguyên để nâng cấp nó. Idle đặc trưng với cái tính năng này mà nó khá là khó nha. Tính năng này thuộc dạng rất là khó để cơ mà các bạn cái hình dung các bạn làm sao để quay đúng một con mà các bạn đang sở hữu rồi ấy, là kiếm được một con các bạn thích rất là khó, sau đó là quay ra được con đấy thêm lần nữa để mà nâng cấp lại một câu chuyện khó hơn đó, nên là đau đầu này, cày nhiều đấy. Mấy cái này đây kiểu các bạn quay ra tướng rồi. Ui, thằng này là Ngũ Không đấy à? Wow, nhân vật này à? Bài thì tôi không biết, chịu. Tên nhân vật nếu như Tam Quốc thì tôi nhìn phát tôi có thể đoán được ra, chứ còn nhân vật thuộc dạng Tây Du hay là dạng theo kiểu là game phong thần ấy, thì tôi không biết nhiều lắm về cái mặt chữ của chữ Trung Quốc. Cái này đợi bản Việt Nam các bạn.
Chứ này thì tôi chịu. Chịu ơi, nhìn này tôi không đoán ra được. Thằng này giống Hồng Hài Nhi thế nhỉ? Tiểu Ngưu Ma Vương. À, đây là các cái nhân vật trong game. Đây, độc nhãn. À không, nhầm. Nó có đầy đủ mắt mà. Uầy, vậy thế này chắc chắn là tôi biết là Ngưu Ma Vương rồi. Cái này nhá, tôi để ý nhá, các tướng tôi cũng nghĩ là 3 skill nhưng các con này là 4 skill. Như vậy thì chúng ta sẽ có một cái sự phân bậc rất rõ ràng giữa các hệ tướng ở trong này. Đó chính là tướng nào tướng copy, tướng nào food. Đa phần các vị tướng mà các bạn gacha thì có thể đạt được cái phẩm, có thể nó nằm ở ở ở, ở cái phẩm đỏ này. Các bạn vẫn có thể quay ra nhé, vẫn có thể quay ra những con tướng thuộc cái phẩm đỏ này. Tuy nhiên thì nó sẽ phân ra đấy. Đây, những con như kiểu 3 skill như này thôi nhá, thì chúng nó thường thường sẽ để làm food thôi. Mặc dù hệ của chúng nó ngang với những cái con bên trên, phẩm của chúng nó ngang với những cái phẩm, à không, phẩm này cao hơn các bạn, phẩm này cao hơn đấy. Bọn này chỉ có hai con đỏ thôi, so sánh một chỗ nào nó khác nó dễ hình dung hơn nhỉ. Có nhỉ, không, hình như cái bọn này nó đã mặc định là 4 skill rồi, còn bọn bên dưới thôi. Ừ, vậy là nó bằng phẩm nhưng nó khác sao. Nó bằng phẩm nhưng nó khác sao. Ờ. Uầy, không sao. Đây là Khổng Tước Minh Vương. Tôi đoán thế. Nhưng mà nhiều lắm. Hệ thống nhân vật thì nhiều dã man luôn, nhiều khủng khiếp luôn đấy. Và nét vẽ của nó khá là thật. Đa phần những nhân vật theo kiểu tạo hình nó có cái nét vẽ nó thật hơn là các dòng game khác, đúng không? Và mình thấy có một cái điểm hay ho khi mà chơi game nhá, đó là trong một trận đấu ấy các bạn vẫn thể nhấn để thoát ra ngoài được, để các bạn có thể trải nghiệm ấy. Đó, rất là hay luôn, các bạn có thể dễ dàng thoát ra ngoài. Ở game cũng có những cái quest để cho các bạn làm để kiếm thêm tài nguyên. Ngoài ra thì đây chúng ta sẽ thấy có thêm rất là nhiều những cái tính năng hoạt động để chúng ta có thể khám phá. Mình sẽ check xem chúng ta sẽ có những cái gì. Đây có lẽ là nói gói nạp đầu thì phải các bạn. Đây như là gói nạp đầu. Ở đây mình thấy có nạp 6 tệ nhận trong vòng 5 ngày, đúng không? Hình như là thế này. Ngày đầu tiên chúng ta sẽ được luôn con Ngộ Không. Uầy, con này 5 sao luôn, nhìn đẹp dã man. À, đấy là gói nạp đầu. Một số những cái sự kiện phúc lợi khác. Đây là cái sự kiện mà có lẽ là nếu như là một người chơi trong game Idol AFK thì các bạn sẽ không lạ gì cả. Nó sẽ là cái gọi là những cái số lượt rút ấy. Cái lượt rút này nó sẽ ăn theo lever hoặc là ăn theo map mà các bạn vượt. Đấy, bởi vì tiếng Trung thì mình cũng không rõ lắm, nhưng mà thường thường nó chỉ có hai cách thôi. Một là nó sẽ ăn theo map, hai là ăn theo lever các bạn đạt để cho các bạn cái lượt rút. Đấy, và khi mà các bạn rút nhá, khi mà các bạn rút này, các bạn sẽ chắc chắn trong lần rút sẽ được một con tướng phẩm cao, phẩm tướng đây là 5 sao nhá. Đấy, các bạn được rút bao ô. Đó. Rút bao ô. Đấy, ok. Sau khi mà các bạn rút bao ô xong nhá. Sau khi các bạn rút bao ô xong, các bạn sẽ được lựa chọn một trong ba phần quà này. Đấy, đa phần nó sẽ là như vậy. Như đây mình thấy con Ngưu Ma Vương này có vẻ là châu chó ấy, lấy này. Đấy, thì à như đây nó level 18 này phải. Thì nếu như các bạn đạt level 18 là các bạn sẽ nhận được. Đó, thì nó thường thường cho các bạn rút trước, sau đó khi các bạn đạt đủ level là các bạn sẽ được vào đây để chọn. Đấy, các bạn chọn xong nhá, nó sẽ không mất đâu. Nó sẽ tiếp tục mở cái giới hạn level tiếp theo. Khi các bạn đạt giới hạn level tiếp theo, các bạn sẽ được mở tiếp. Đấy, kiểu vậy. Đây là một trong những cái gói mà hình như mình thấy nó yêu cầu cho rút tận 1000 lần. Đấy, mà đây mình mới rút được 990 lần. Ui. Nó còn nhiều lắm, nhiều khủng khiếp. Và còn các cái sự kiện liên quan đến quà đăng nhập các kiểu nữa thì nó cũng ok. Chúng ta cũng xem qua một số. Đây là nó liên quan đến nạp rồi này. Đấy, cái nạp này thì rất là khó cho mình bởi vì mình cũng không giỏi tiếng Trung lắm. Và còn những cái tính năng kia thuộc dạng những cái tính năng cơ bản của trong game Idol rồi. Anh em nào chơi game Idol là các bạn sẽ biết luôn đấy. Đây là sự kiện 7 ngày các bạn. Đây là sự kiện 7 ngày. Đấy, các cái hoạt động 7 ngày. Đây mình thấy hình như tặng cả tướng hay sao ấy. Đây là các phần quà mà các bạn có thể thực hiện này. Đây là gói quà giảm giá này. Quà giảm giá này. Cái này thì chúng ta sẽ mua bằng ngọc. Có lẽ là một cái tài nguyên có thể cày được ở trong game hoặc là nạp. Đó. Chúng ta đã trải qua đủ 7 ngày để nhận được các cái phần quà. Các cái mốc quà này. Cái đây là những cái mốc quà thuộc vào dạng là quà các bạn chỉ cần đăng nhập thôi. Để các bạn thì ăn được những cái quà này. Đấy, cứ mỗi ngày các bạn nhận được một cái nhé. Rồi ok. Còn đây là có lẽ là nó sẽ cần một cái điểm hoạt động. Một cái điểm hoạt động các bạn thực hiện để các bạn kiếm cái điểm này. Sau đó các bạn sẽ mở. Đây tôi ra được một cái như là chọn tướng này. Như là chọn tướng này, điểm này. Đây là số lần
cái số điểm cần để các bạn quay này. Cái túi tôi đâu rồi nhỉ? Đây, cái này tôi được chọn tướng này. Đó, quay hẳn một cái chọn tướng luôn, ngon dã man. Đây là cái gì đây? Đây là có lẽ là quà đăng nhập một tháng thì phải, 30 ngày này à? Quà đăng nhập 30 ngày. Có tặng tướng, có tặng đồ luôn các bạn ạ. Trang bị đồ là các kiểu có hết này. Đây là con gì đây? Con này tôi không biết đâu, chịu thôi. Nói chung là được tặng tướng 5 sao, nó là con gì tôi chịu. Ừ, tôi không biết tên. Tiếng Trung đấy là cái giới hạn đấy. Đấy là cái lý do vì sao các bạn nên đợi bản Trung Quốc, à bản Việt Nam ra mắt để các bạn trải nghiệm. Con này không đồng, bú được. Ăn luôn. Đấy, ớ cái gì đấy? À cái này như là phải nạp tiền. Nạp tiền gói hoàn trả, giống như kiểu Petal Pass. Lại thêm một gói quà có lẽ là dạng phúc lợi liver. Ừ, khi các bạn đàn liver nhất định các bạn sẽ nhận được những cái này. Hình như con này là hàng Nga hay sao ấy, đúng không? Giống hàng Nga ra mà. Đấy, đạt được liver thôi là ngoài cái vé quay thì các bạn còn được tướng xịn nữa mà. Wow, phần quà thì khá là dày, khá là nhiều. Cái này là quái nạp rồi, đúng không? Sự kiện này nạp rồi. Ok, ta sẽ bỏ qua mấy cái sự kiện nào. Check vài cái map trên này. Ok, mấy cái này thì bỏ qua, nó không có gì đặc sắc lắm. Gì vậy? Ồ, quà đăng nhập 7 ngày. Ừ, quà đăng nhập 7 ngày. Ôi, ngày đầu tiên có ngọc, ngày thứ hai có cái con mình đang dùng ấy. Con này tôi không biết tên. Ngày thứ bảy được đường tăng các bạn. Chắc chắn là đường tăng, con này tôi biết. Nhìn cái biết luôn. Tây Du thì đầu trong chắc game mà chỉ có đường tăng thôi. Ngày thứ bảy luôn các bạn ạ. Ngày thứ bảy các bạn nhận, tất nhiên nhận được tướng phỉ. Nói chung là game này tặng tướng khá là nhiều ấy. Tặng tướng khá là nhiều, mình thấy game vào game trải nghiệm tặng quà là tặng quà đầy đầy luôn đấy. Ôi, cái cả quà online cũng có tướng cơ. Nhưng mà tướng 4 sao. Ừ, quà online cũng có tướng nhưng mà mỗi tội là tướng 4 sao. Ủa, cái gì nữa đây? À, bà này là hàng Nga này, chắc chắn lúc này cầm thỏ có trăng này, chuẩn luôn. Nhưng mà cái này là hoạt động gì nhỉ? Tôi thấy ăn được, hình như cái này là vượt 10 ải đúng không? À, hình như cái này là vượt ải sao các bạn? Ừ, cái này nó giống vượt ải lắm. Cái này như là vượt ải tặng tướng các bạn. Ui, hợp lý thế nhở? Ui, cái này tặng đồ nhiều dã man. Ô, hoạt động cũng đã này. Ừ, những cái hoạt động trong game Elder APK thì nó chỉ là giống như các dòng game cặp battle thuần túy, cũng có những tính năng PvP, hoạt động đi map, đi ải các kiểu, PvE các kiểu ấy. Nhưng mà về phần phúc lợi là thấy cũng nhiều và đáng cho mọi người trải nghiệm ấy. Đi đây, cái này thì tôi biết, cái này thì nó giống như cái này, con này khả năng cao ấy, thường thường phần thưởng trong cái này nó sẽ là thần binh hoặc là có thể là đồng hành dạng pet ấy, kiểu vậy. Thì đơn giản lắm, các bạn hoàn thành các cái nhiệm vụ, trong bốn cái nhiệm vụ mà nó cho ấy, là các bạn sẽ nhận đạt được cái mức đấy, đạt được cái mức đấy và các bạn sẽ nhận được con đấy. Đấy. Cứ trôi về nhiệm vụ thôi. Một số game thì nó sẽ là danh hiệu. Ừ. Nhưng mà trong game này thì con lại nghĩ cái này là pet. Những cái này là pet đồng hành kiểu vậy à, giới hạn về ngôn ngữ các bạn dịch được đến đấy thôi. Rồi ok, khá thú vị nhỉ. Đội hình mang lên trận như này là ổn này. Đó, tàng đúng không? Team sẽ là team 5v5 đây rồi. Đây, tôi bảo mà cái đồng hành hoặc là cái thần binh sẽ nằm ở đây này, nó sẽ xuất hiện ở trong trận đấu và thể hiện cái hỗ trợ của nó trong trận đấu cho các bạn. Được phết nhỉ. Ok đấy. Này, đi ải sẽ dễ dàng hơn cho mọi người trải nghiệm. Nhưng mà game này vẫn sẽ là một tựa game nặng về gacha. Dòng game này là game rất nặng về gacha. Đó. Ok. Rồi, có lẽ mình xin phép trải nghiệm game đến đây thôi nhỉ. Con game này thì sắp tới sẽ được ra mắt thị trường Việt Nam với cái tên là Tây Du Thần Ký. Một tựa game đến từ nhà phát hành VMG. Con game này thì mình nghĩ là đợi nó ra mắt thị trường Việt Nam thì các bạn sẽ có cái trải nghiệm nó ổn hơn. Chứ còn hiện tại bây giờ nếu như chơi ở bản server nước ngoài thì nó sẽ hết rất khó cho vấn đề trải nghiệm. Từ việc là nó cũng sẽ không được mượt mà cho lắm, nó hơi lag bởi vì server nước ngoài. Rồi cản trở về ngôn ngữ, đó là cái cản trở khá lớn. Chưa kể đăng ký tài khoản cũng khá khó. Để các bạn sẽ đợi game ra mắt nhé. Lúc ấy thì mình sẽ thông báo sau cho mọi người khi mà game chính thức ra mắt là thị trường Việt Nam. Mình sẽ cố gắng để cái link tải game sớm nhất ở dưới phần mô tả. Ngoài ra thì hiện tại giờ mình sẽ để cho anh em cái link group và fanpage của game có trước đã. Rồi để các anh em có thể vào hóng cùng nhá. Ok, video này mình xin phép kết thúc ở đây thôi. Xin chào và hẹn lại anh em ở các video tiếp theo. Bye bye mọi người. Wherever love goes, there is also misery. It's no mystery. And you and I, we got history, yeah. Wherever
flows, there is also tragedy when we're in too deep.